Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh lễ phép cảm ơn người tài xế nhường đường khi cư dân mạng thích thú chia sẻ. Hành động của bé nữ sinh cúi đầu cảm ơn bác tài xế khi được nhường đường khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi. Theo thông tin được chia sẻ, sự việc diễn ra tại Hà Khẩu, thành phố Hạ Long vào chiều ngày 22 tháng 4. Qua quan sát có thể đoán được rằng nữ sinh này đang trên đường đi học hoặc đang đi học về bởi em vẫn đang mặc bộ đồng phục và khoác cặp trên vai. Trong lúc qua đường, nữ sinh được chiếc ô tô dừng lại nhường đường và để đáp lại điều đó, nữ sinh đã cúi đầu tỏ ý cảm ơn người tài xế tốt bụng. Toàn bộ khoảnh khắc đẹp này đã được camera từ chính chiếc xe ô tô ghi lại. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ngắn đã ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Rất nhiều người gửi lời khen ngợi đến hành động này của nữ sinh. Có lẽ đây là kết quả của sự rèn luyện từ gia đình và nhà trường. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!